Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Kính thưa quý vị, như chúng ta cũng biết, từ trước đến nay thì có rất nhiều kiều bào ở bên nước ngoài trở về Việt Nam thăm quê hương, thăm gia đình cũng như là kết hợp với đi du lịch tại Việt Nam. Đặc biệt trong những năm trước đây thì có rất nhiều du khách quốc tế khi mà đến với Sài Gòn, cũng như là những anh chị Việt Kiều ở bên Mỹ, bên Canada, bên châu Âu cũng trở về Việt Nam để mà đi du lịch thăm gia đình. Và có rất nhiều vụ việc khi mà các anh chị của chú Việt Kiều trở về Sài Gòn đi du lịch thì gặp rất nhiều tình huống, gặp rất nhiều trường hợp bị cướp giật thường xảy ra ở tại phố xá trung tâm Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn. Chính vì vậy cho nên khi mà cô chú anh chị và các bạn trở về Sài Gòn để đi du lịch, đi tham quan ở một số điểm trung tâm Sài Gòn thì hết sức cảnh giác bảo vệ tư trang tài sản để tránh bị kẻ gian theo dõi và giật tài sản của chúng ta. Có rất nhiều vụ việc đã từng xảy ra với nhiều du khách cũng như là kiều bào khi mà trở về Việt Nam bị mất hết tài sản do không có cảnh giác, một phút lơ là đã bị kẻ gian cướp giật túi sách, và bên trong túi sách đó mất rất nhiều tài sản, đặc biệt là hộ chiếu, là một trong những loại giấy tờ quan trọng nhất, quan trọng hơn cả tiền bạc của chính cô chú anh chị và các bạn đó. Bởi vì tiền bạc khi bị giật thì chúng ta có thể vay mượn, hoặc là chúng ta còn một cái nguồn tiền khác để mà trang trải chi tiêu trong cái khoảng thời gian mà anh chị cô chú ở tại Sài Gòn, ở tại Việt Nam. Nhưng mà khi chúng ta bị giật túi sách ở bên trong chứa hộ chiếu, những giấy tờ quan trọng như là thẻ xanh hay là hộ chiếu của Mỹ hay là visa của Việt Nam chẳng hạn, như vậy một số giấy tờ quan trọng của cô chú anh chị và các bạn, thì đây là một trong những cái vấn đề rất là phức tạp, và điều đó sẽ khiến cho cô chú anh chị và các bạn trở nên vô cùng khó khăn. Bởi lẽ khi chúng ta mất giấy tờ, mất hộ chiếu, mất passport, mất cả những cái giấy tờ quan trọng cá nhân của chúng ta thì anh chị phải đến trực tiếp lãnh sự quán, đại sứ quán ở Mỹ tại Việt Nam để chúng ta mới tiến hành xác minh, rồi bắt đầu làm các thủ tục để mà chúng ta được phép quay trở về Mỹ, quay trở lại châu Âu. Điều đó là vô cùng phức tạp và mất rất nhiều khó khăn. Kính thưa quý vị, như chúng ta cũng biết, trước đây có một Việt Kiều Mỹ, một anh Việt Kiều Mỹ đã bị cướp giật té ngã ở tại Sài Gòn, phải đi nhập viện cấp cứu đó, kính thưa cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta cũng biết thì anh Việt Kiều Mỹ này ở trong tay cầm theo một cái chiếc bóp, một chiếc ví đó. Thì khi mà anh Việt Kiều Mỹ này đứng trước một cái tòa nhà, tòa cao ốc ở tại trung tâm Sài Gòn, ở tại quận Bình Thạnh, thì đã bị hai đối tượng chạy xe máy đến giật chiếc ví của anh Việt Kiều Mỹ này. Điều đó là khiến cho anh Việt Kiều Mỹ này ngã xuống đường và được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận Bình Thạnh. Vụ án này cũng xảy ra khá lâu, và khi mà anh Việt Kiều này đưa vào bệnh viện cấp cứu thì công an quận Bình Thạnh Sài Gòn cũng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cũng đã bắt đầu tích cực điều tra để mà truy bắt hai đối tượng cướp giật đã khiến cho anh Việt Kiều Mỹ này, quốc tịch Mỹ này, bị té ngã gây trọng thương. Và buổi tối ngày hôm đó thì anh đang đứng trước một tòa nhà ở tại quận Bình Thạnh, tòa cao ốc đó, đợi bạn đến để mà đón đi chơi, thì bất ngờ anh đang mải mê để nhìn xem thử người bạn đến hay chưa, anh cũng không có để ý cầm chặt giữ gìn cái túi sách thật là chặt. Vì vậy cho nên hai người lạ mặt đã áp sát vào và giật mạnh cái ví cầm trên tay của anh Việt Kiều Mỹ này. Và tất nhiên khi mà bị cướp giật bất ngờ như vậy thì anh Việt Kiều Mỹ này đã giằng lại cái túi sách này, và bị hai đối tượng cướp giật này đã kéo ngã anh Việt Kiều Mỹ này xuống đường gây trọng thương. Tất nhiên thì sau khi gây án thì hai đối tượng trộm cướp giật này đã tăng ga tẩu thoát cùng với một chiếc ví của anh
Việt kiều Mỹ này, và nên nhớ là phía bên trong chiếc ví đó có 40 triệu tiền mặt Việt Nam và tiền đô la Mỹ thì có 4.500 đô la Mỹ, cũng như là cùng một số giấy tờ tùy thân khác rất là quan trọng đối với anh Việt kiều này. Và sau khi mà anh Việt kiều này đã đưa vào bệnh viện để mà điều trị thì do vết thương của anh này rất là nặng luôn, và được người dân gần đó để đưa vào bệnh viện Vinmec của khu Vinhome Central Park ở quận Bình Thạnh, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, để mà sơ cứu trước, rồi sau đó mới chuyển về bên bệnh viện 115 cấp cứu với một cái thương tích của anh này là rất là nặng luôn. Và được biết là anh Việt kiều Mỹ này có về Việt Nam để mở kinh doanh một nhà hàng ở tại trung tâm quận 1. Chính vì điều đó cho nên sự việc này cũng phần nào đó một bài học cảnh giác đối với những du khách, cũng như là những anh chị cô chú Việt kiều khi mà trở về Việt Nam, đặc biệt là trở về Sài Gòn. Bởi vì Sài Gòn thì lượng người rất là đông và dày đặc, kẻ gian rất là nhiều, xung quanh mình không biết ai là thật ai là giả hết. Ngay cả chính bản thân của Tường Vũ Chức Nồ khi đi ra ngoài đường, mặc dù mình đã sinh sống và làm việc ở tại Sài Gòn gần 40 năm, nhưng mà với tình hình Sài Gòn phức tạp như hiện nay thì mình cũng đã bắt đầu cảnh giác. Người lạ cũng cảnh giác, người mặc đồ lịch sự chúng ta càng cảnh giác hơn. Khi mà chúng ta đi ra ngoài đường thấy một người mặc đồ rất là lịch sự, áo sơ mi trắng, đội mũ bảo hiểm, rồi nhìn rất lịch sự, nhưng mà mình phải đề phòng, bởi lẽ mình mất cảnh giác với những đối tượng đó thì chắc chắn là chúng ta một phút lơ là thôi là sẽ bị giật điện thoại, bị giật iPad, bị giật dây chuyền và ngay cả bị giật cái túi sách của chúng ta luôn. Cho nên khi mà cô chú anh chị và các bạn khi mà về Sài Gòn để mà du lịch, đặc biệt đến những các trung tâm thương mại, phố xá chúng ta đi tham quan, thì cái việc mà bảo vệ tư trang tài sản là điều hết sức quan trọng nha cô chú anh chị và các bạn. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, tiếp theo đây Tường Vũ Chính Nội xin phép chia sẻ đến một vụ việc nữa, đó là lừa đảo để mà chiếm đoạt tài sản bằng cách là rao bán các dự án chung cư căn hộ cho những anh chị Việt kiều ở bên Mỹ khi mà có ý định đầu cơ mua đất, đầu tư bất động sản ở Việt Nam để sinh lời. Và như chúng ta cũng biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố một đối tượng tên Nguyễn Hoàng Kim Dung, sinh năm 1988, trú ở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do không có công việc ổn định và không làm việc liên quan đến công ty bất động sản nào ở thành phố Nha Trang, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa, nhưng Dung lại đăng tải lên Facebook của mình chào bán một số căn hộ thuộc dự án Sun Bay Park Hotel và Resort Phan Rang. Và khi mà nữ Việt kiều Mỹ có tên gọi khác là Trương Thị Tuyết Mai, sinh năm 1968, có hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam, địa chỉ cư trú tại Mỹ, đã liên hệ với Dung để mua căn hộ. Dung bịa đặt mình là nhân viên kinh doanh công ty đầu tư phát triển dự án tên là Hoàng Yến, địa chỉ ở tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, là đơn vị phân phối sản phẩm của ba dự án Sun Bay Park Hotel, Resort Phan Rang và Sailing Bay ở tỉnh Ninh Thuận và dự án Risto Bay Nha Trang. Dung còn giới thiệu cho chồng Dung là ông Phan Hữu Khiêm, nhân viên công ty cổ phần đầu tư Danh Khôi Holdings, địa chỉ tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những công ty phân phối sản phẩm của dự án Eston Luxury Residence tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và vì tin tưởng Dung cho nên nữ Việt kiều Mỹ này đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Dung với tổng số tiền hơn 2 tỷ 3 Việt Nam đồng để mà đặt mua một số căn hộ của 4 dự án nói trên. Và đây mới chỉ là số tiền mà cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ. Theo như kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy,
Dung đã lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nữ Việt kiều Mỹ và sử dụng cho mục đích tiêu dùng cá nhân mà không đặt cọc hay mua bất cứ một căn hộ nào. Tất cả 4 công ty của chủ đầu tư dự án nêu trên đều cho biết Dung không phải là nhân viên của công ty. Rà soát danh sách khách hàng cũng không hề có một khách hàng nào tên là Dung. Chính vì vậy cho nên công ty cổ phần đầu tư Danh Khôi Holdings cũng khẳng định không có nhân sự tên Phan Hữu Khiêm, không có trụ sở của công ty tên Hoàng Yến tại địa chỉ ở tại quận Đống Đa, Hà Nội, kính thưa quý vị. Và được biết thì trong quá trình giao dịch, nữ Việt kiều Mỹ có nhờ người cháu tên là Đinh Thị Ngọc Diễm ở thành phố Nha Trang trực tiếp gặp Dung và được Dung cùng Khiêm dẫn đi tham quan một dự án ở Phan Rang. Và bản thân Diễm cũng không am hiểu về lĩnh vực mua bán bất động sản nữa. Và trong quá trình điều tra thì cơ quan cảnh sát cũng đã làm rõ Phan Hữu Khiêm chỉ là bạn trai của Dung thôi. Khiêm cũng chỉ là một lần đi Phan Rang với Dung và Diễm để tham quan dự án, không biết gì về ý đồ của Dung chiếm đoạt tài sản của nữ Việt kiều này. Thì qua cái vụ việc này đó, nói lên một cái hồi chuông cảnh báo với nhiều cô chú anh chị Việt kiều bên nước ngoài có ý định đầu tư mua bất động sản ở tại Việt Nam, và đặc biệt là mua các cái dự án được chào bán với giá rẻ rất là dễ chấp nhận được. Khi mà chúng ta mua bất động sản ở tại Việt Nam thì tốt nhất mình nên thông qua một công ty môi giới bất động sản có uy tín để tư vấn và mua cho chúng ta. Làm sao mà phải có giấy tờ hợp lệ, rồi các dự án đó nó phải có thật. Chứ khi mà chúng ta chỉ nhờ người thân, mà người thân ở tại Việt Nam cũng không am hiểu đến bất động sản, thì nguy cơ chúng ta dễ bị lừa rất là cao đó, kính thưa cô chú anh chị và các bạn. Và có lẽ những hình ảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.
con đó.